Hello anh em, hôm nay là ngày 24 tây tháng 10 năm 2022. Bên dùng của container tôi cũng mới về thêm một máy phát điện của dòng Yanma anh em ha. Máy phát điện dòng Yanma, máy này thì có model là IW280CS ha. Thì đối lại máy 280CS này thì nó phát ra là được điện là được 10kg, 220kg, 3 khoa nha anh em ha. Còn phát ra điện 110 á là được 3kWh ha. Rồi bây giờ mình cũng không có làm mất thời gian của anh em. Thì bây giờ mình xin vô chi tiết và mình báo giá trên đây luôn. Cho anh em xem cái ngoại hình của máy luôn ha. Máy này á theo mình đánh giá là cái máy này đạt khoảng 90% có trên nha anh em ha. Máy này á thì có được 4 bánh xe đẩy tới đẩy lui di chuyển rất là dễ dàng luôn. Đối với máy mà công suất 10kg thì có bánh xe vậy là rất tiện cho anh em ha. Rồi bây giờ mình xin vô chi tiết cho anh em xem luôn ha. Đầu tiên là đây là mặt táp lô của máy anh em. Đó. Cái này là dòng cái này cái model ha, IW280CS. Đó, máy còn khá là đẹp ha. Còn đồng hồ báo volt. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái máy thời gian hoạt động luôn nha. Rồi máy này thì thời gian hoạt động là được 656 giờ nha anh em. Thì đối với lại cái máy phát điện mà chạy 600 mấy giờ là cũng như nó chạy cái số giờ chạy rất là ít nha anh em. Anh em nào mà sắm được một cái máy như vậy về là anh em xài rất là thoải mái ha. Máy thì nó phát ra được dòng điện 3 khoa. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem luôn ha. Đây. Này là on nè, chế độ mở CB để mở ra dòng điện 3 khoa 220 ha. Rồi ở đây là cái CB nhỏ kế bên là anh em mở lên là nó sẽ cung cấp ra cái nguồn điện 110V hai cái ổ nhỏ bên dưới. Còn cái CB ở kế bên CB lớn á, thì nó sẽ cấp cho cái nguồn điện 3 khoa nằm bên dưới nha. Ha, thì nguồn điện 3 khoa 220 này á, thì anh em đấu như vậy là nó ra lại điện 1 khoa. Ha. Anh em mà có những cái motor hoặc là những cái đồ mà hàng Nhật bãi á, đó điện 3 khoa là anh em đút vô cái máy này là hoạt động cũng như là đúng dòng điện luôn nha anh em ha. Còn mà anh em mà muốn đi điện 1 khoa á, điện 1 khoa 110 á, 220 á, 220 của mình á. Đó, thì anh em cứ đấu vô giống như mình. Đây ha. Hiện giờ là mình đang đấu sẵn nè. Đó anh em cứ đấu ra một cặp, lấy ra một cặp đấu ra là đi ra điện 220 1 khoa ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái chi tiết cái ngoại hình thông số của máy luôn. Rồi đối với lại cái máy phát điện phát hàng Yanma IW280CS này á thì nó chạy đầu máy là 3T72 nha anh em ha. 3T72 HL trừ WD ha. Đó, trừ WD. Rồi máy đưa ra công suất là được 19 ngựa nha anh em. Đây, đưa ra công suất được 19 ngựa ha. Rồi máy thì nó chạy tua là 3000 cho tới 3600 nha anh em ha, từ 3000 tới 3600. Rồi trọng lượng của máy là 440 kg nha anh em ha. Trọng lượng toàn bộ của máy là 440 kg ha. Rồi ở đây là coi như là nó đóng cái mặt của Yanma luôn nè anh em thấy không? Đó. Đóng cái mặt của Yanma luôn ha. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái thông số dòng điện ha. Rồi đối với vậy 10k nè anh em thấy không, đó nó phát ra điện được 10kg ha, là ra dòng điện 200 220 của mình 3 khoa nha. Đó 10kg ra dòng điện 220 ha. Đó, rồi tần số thì 50Hz 60Hz, còn mà phát ra điện 110 á, thì được 3kg ra điện 110V ha, 3kg 110V. À, còn cái này bên đây là dòng hàng ha. Dòng hàng á, thì nó phát ra cái dòng hàng là được 260A. Đó, số volt hàng á, là 33V ha. À, cũng như là dòng hàng á, mình chỉnh được là từ 60 cho tới 280A. Đối với lại tua 3000 nha anh em ha, đối với lại tua 3000. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay dài xuống đây cho anh em xem luôn ha. Đây. Đây nè, đây là cái bảng điện ra điện 220 1 khoa hoặc là 3 khoa nha anh em.
220 một khoa hoặc là ba khoa. Còn bên đây á, là cổng hàng bên đây ha, cổng hàng bên đây. Ok rồi, bây giờ sau đây là mình sẽ vô chi tiết cho anh em xem cái phần máy luôn ha. Đây anh em thấy máy nè, 3T72, máy còn đen thui luôn. Máy này theo mình đánh giá là nó đẹp khoảng trên 90% nha anh em ha. Đó, cục demo sạc nè của Dân Ma nè, anh em thấy cái đồ mà của cái hãng mà Dân Ma nó làm ra công như cái đồ nó rất là chất lượng ha, nó làm công như là rất là nhìn rất là đã mắt luôn ha. Rồi đây anh em nhìn nè, tới cái combo á mà ốc mà còn trắng tươi luôn, anh em thấy không, xanh dờn luôn ha. Rồi ly dầu nè còn mới kịnh luôn ha, cánh quạt hả, cánh quạt cách nước còn 7 màu luôn nha, cánh quạt còn trắng tươi luôn ha. Rồi quay dài dài xuống lườn cho anh em xem luôn đó, bên lườn bên trong còn rất là đẹp luôn nha anh em ha. Máy thì mới chứ hoạt động mới có 656 giờ thì anh em đã biết rồi, máy còn như là đối với phát điện mà hoạt động cái thời gian giờ như vậy rất là ít đó. Anh em mà sắm được cái máy về, anh em về anh em xài rất là thoải mái ha. Rồi máy thì được thiết kế là 4 bánh xe nha anh em, nhìn cái bánh xe nè, bánh xe của máy nè nó còn trắng tinh, nó còn 7 màu luôn nha anh em ha. Đó, bánh xe mà nó còn cỡ này là anh em cũng đã biết rồi, bánh xe này thì nó nằm ở dưới bên dưới đất đó, bên dưới ha, nó rất là dễ xét. Nhưng mà có cái là cái máy này thì những cái bánh xe nó còn rất là đẹp theo mình thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lên cái phần kép nước luôn cho anh em xem ha. Đây à, cái máy này nè anh em thấy không, cái đầu Dân Ma nó làm cái cửa mà cái cửa kép nước á, là cũng như cái làm cái cửa rất là lớn đó, anh em mà vệ sinh máy đồ này kia cũng rất là dễ dàng luôn ha. Anh em nhìn nè, kép nước nè còn rất là đẹp ha. Rồi máy nè còn đen thui luôn, nước sơn là còn mới ken luôn nha anh em ha. Máy này á, thì nói cái ngoại hình mà bên nói về mà động cơ bên trong máy á, thì cũng như là bên trong của thùng phát điện mà CS280 này á, thì cũng như là mình sẽ bao cho anh em zin 100% hết nha, cũng như chưa có đụng cái chìa khóa nào mà vô những cái động cơ máy phát điện này hết ha. Đó, còn rất là đẹp, rất là mới. Rồi sau đây mình sẽ mở cái thùng dầu cho anh em xem luôn anh em nha, nhìn nè đó, cái nắp dầu mà còn mới tinh luôn ha, cái ly dầu nè, cái lượt dầu nè trắng phiếu luôn, cái thùng dầu bên trong nó còn rất là đẹp luôn nha anh em đó, trong veo luôn á ha. Rồi bây giờ sau đây là mình sẽ xuống cái phần chi tiết bên dưới cho anh em xem. Đây anh em thấy không, mấy cái chỗ cửa nè mà nó còn trắng tinh luôn, máy này nó cũng như là nó đẹp ken xà beng luôn nha anh em. Rồi anh em nhìn nè, bên hông của máy nè, bên củ đề ha, đó củ đề của máy nè, anh em nhìn quan sát ha, theo mình đánh giá mà máy mà còn trên 90% rồi á thì anh em tự nhận xét giùm cho mình ha. Đó cũng như là máy mình cũng như là anh em nhìn ở ngoài là cũng như là rất là mới, rất là đẹp. Máy mình sẽ cam kết cho anh em bao cho anh em zin hết 100% nha, từ nước sơn cho tới ngoại hình chất lượng của máy luôn. Rồi quay xuống về cục demo của Dân Ma nè, anh em thấy không, đó cục demo của Dân Ma nó làm nhìn nó làm rất là chắc chắn, rất là đẹp ha. Cái dòng cũng như là hãng Dân Ma mà nó thiết kế ra, nó chế ra một cái sản phẩm là anh em nhìn rất là bắt mắt, mà cái đồ nó nhìn rất là chất lượng anh em ha. Ok rồi bây giờ mình sẽ đóng cửa lại cái đầu mình test máy cho anh em xem ha. Đó cho xem cái độ im của máy. Rồi cái bình này á, cái bình này là bình riêng theo máy anh em ha, bình này là bình riêng theo máy, nhưng mà có cái bình này á, bây giờ hiện giờ là nó đang bị yếu bình rồi ha. Đó anh em nào mà có, nếu mà có lấy máy á, thì có thể có khả năng là mình thay lại cái bình Nhật cho anh em nha. Còn mà cái bình mà theo máy này á, là chắc mình theo mình nghĩ chắc nó bị yếu rồi ha, thành nữa ra anh em xài không có ngon đó, mình sẽ thay cho anh em một cái bình khác đó, giờ cho anh em xài cho nó ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ
mình sẽ test máy cho anh em xem nha. Cái này là mình đang nấu bình nha anh em ha. Lấy cái này dễ đó, mình đang kích cái kích phụ vô cái bình này để cho nó đài lên ha. Ok. Đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở chìa khóa lên nha anh em. Đó, mở lên chìa khóa là nó có tín hiệu đèn ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đề máy luôn cho anh em xem nha. Máy độ rất là im ha. Mình sẽ xịt hơi cho anh em xem nè.
một khoa 2.2 nha. Đó, điện một khoa 2.2 đang test chế độ điện một khoa 2.2, test lên cái bình siêu tốc 2200W này ha. Bình siêu tốc này đó, công suất watt của nó được 2200W nha. Đó, đối với lại cái máy này đó, là anh em về anh em nguồn điện 110 có nè, một khoa ha, nguồn điện 110, nguồn điện 220 một khoa nè, rồi nguồn điện 220 ba khoa nè. Anh em có đầy đủ đồ chơi trên máy này hết ha. Anh em có cái dòng bất cứ cái máy dòng điện một khoa hay là ba khoa, anh em đưa lên cái máy này nó hoạt động cho anh em là đầy đủ hết nha. Rồi đây là ổ hàng ha, đây là ổ hàng ha. Đó, ổ hàng đây ha. Đó này, điện hàng nha anh em. Quá chuẩn luôn anh em ơi.
Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá máy lại ha. Máy này thì anh em về là anh em cài cũng như là rất là thoải mái nha. Cũng như là máy này còn rất là mới, rất là đẹp. Cũng như là nó phát ra đủ chức năng cho anh em để sử dụng ha. Nó phát ra điện 110 một pha nè ha. Rồi điện 220 một pha 10 kg nè. Rồi điện 220 3 khoa nè, có đầy đủ luôn. Rồi có dòng hàng luôn ha, có dòng hàng hàng điện luôn. Rồi bây giờ mình xin báo giá phần báo giá lại nha. Máy phát điện phát hàng của dòng Văn Ma có model là EW ha, EW280CS. Thì đối với lại máy phát hàng Văn Ma này mình có giá bán cho anh em với giá là 30 triệu nha ha. Máy tình trạng là cũng như là còn đẹp khoảng trên 90%. Đó. Còn cái bình này thì nó hơi bị yếu rồi. Anh em nào nếu mà có nhu cầu lấy cái máy này thì mình sẽ hỗ trợ mình thay cái bình Nhật luôn cho anh em ha, thay bình Nhật vô đây luôn cho anh em để cho anh em về có cái bình để xài cho nó chất lượng ha. Rồi thì bữa nay mình cũng có một cái máy phát hàng Văn Ma mới về, mình lên đây để phục vụ anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì anh em ủng hộ giùm cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Địa chỉ mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT. Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.